kẻ tu hành đa phước thì nên. Cái chữ đa có nghĩa là nhiều, phước là việc thiện. Nếu làm phước nhiều là cái người đó sẽ được nên. Đa phước đó là chúng ta làm rất là nhiều việc phước nha. Điều một á là phước tướng nè, hai đó là phước duyên nè, ba là phước lộc nè, bốn á là phước trí nè, năm á là phước đức nè. Tất cả những cái phước này chúng ta cần tạo một cái hình thức nào mà giúp đỡ cho người ta từ thân tướng tới tâm hồn đều gọi là có phước, có phước cả. Ở trong cuộc sống có nhiều người sinh ra, hàng vạn người, 9 tỷ con người trong thế giới, nhưng cô bác thấy không ai giống ai hết trơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật và lời kính đức thầy. Kính thưa anh Tám đại diện trong gia đình, kính thưa quý ông bà cô bác cùng anh chị em kính mến. Thì nhân gian chúng ta có rất là nhiều cái đám. Nếu như ai mà đi chúng đám cưới đó là đám khổ, mà đám giỗ là đám mừng, mà đám làm tuần là đám giải thoát. Thì bữa nay đó là vừa đám giỗ sum họp tình đồng đạo của gia đình người thân, mà vừa có cầu nguyện cũng như là đám làm tuần, thì tin chắc rằng thân linh thân mẫu của anh Tám sẽ được nhiều để ít nơi cảnh giới siêu hình. Thì con hồi nãy hỏi thăm đường, tại vì chưa vô đây lần nào, cũng hơi cách cớ con ghé con hỏi ông kia: chú ơi, biết nhà của ông đồng đạo 2 lít không? Ông ơi, ở đây đâu có 2 lít đâu, nó bữa nay là đám giỗ nhà ông đó, đây có nhà ông tám xị chứ không có 2 lít. Tụi nó thì 2 lít tám xị cũng vô đó chứ đâu. Rồi hỏi mà chặt chút xíu nó cũng không biết được đâu, chỉ đâu gì. Hỏi lâu lâu con cái chớ kia ông 2 lít không à, ông quên, không biết sao đặt tám xị thì tám xị 2 lít cũng vậy thôi. Thì thưa quý vị, thế gian thì lời xưa bảo gẫm lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành phút chốc quá hư không. Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau khi có cũng quần không. Cuộc đời sắc sắc không không, giờ đây chỉ còn lại tấm lòng từ bi. Cuối cùng chỉ có đạo đức là con đường chân thật. Thì đức thầy chúng ta xa vắng hơn 70 năm dài, giáo lý còn đây, ảnh thầy còn đó, mà bóng ngài vẫn biệt biệt mù xa. Và hứa hẹn một ngày đức thầy chúng ta sẽ hoài gót ngọc, ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bốn đạo chớ hề lẫn sau. Mà cái ngày thầy trở về đó, nếu chúng ta giữ tròn là một người tín đồ ngoan đạo, thì người đó sẽ được ban thưởng xứng diện xứng ngôi. Thầy giới thiệu là kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn, hay là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Còn trái lại, ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thí dụ như cha mẹ đã đi xa, mà đứa con ở nhà lo làm ăn, giữ gìn tài sản của cha mẹ cho chu đáo, tới ngày cha mẹ về, đứa con nó sẽ được thưởng. Đó. Bây giờ thầy mình xa vắng, cái ngày mà thầy trở về, mình là một người tu tốt như thế này, nhất định chúng ta sẽ có phần thưởng lớn. Phật Dương đã chỉ gõ má dự quyền, chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Ở đây cô bác mình tu hành từ thiện tốt đẹp sao, hiện giờ thấy là cái cảnh giới nó hư không thực sự, nhưng mà ở trên có thần binh soi xét hết, và đức thầy chúng ta cũng đã am tường, ngài biết rõ việc làm của đệ tử tín đồ tu hành chân chánh sao, thầy biết trơn. Và trước khi vào cái chủ đề, con kể cô bác nghe mẫu chuyện bên thầy là ông Chính á, ở Vĩnh Chánh Long Xuyên đi vào đó. Thì khi đức thầy về Bạc Liêu, lâu ngày không gặp, nhớ đức thầy, nhưng muốn đi thăm thầy từ Long Xuyên tới Bạc Liêu. Khổ nổi thì ổng nghèo cũng không có tiền, tuổi lớn rồi, ổng mới ra ngoài chợ Long Xuyên á, tính là đi dài dài gặp người bạn nào mình mượn tiền đặng đi đò lên thăm thầy. Sau một hồi tấp vô gặp cái ông kia đánh bài tứ sắc, ông thấy gì cũng ngồi cũng một hồi cũng ké luôn. Ông kia nói ông có tiền thì cho ông mượn đỡ, từ từ trả. Ông mượn tiền, ông đánh một hồi tới chiều nữa là ông ăn bữa đó được 20 đồng. Ông Chính á, ăn 20 đồng. Bữa nay có tiền rồi, bắt đầu là ngày mai tới thăm thầy. Ghé chợ Bạc Liêu đó là ăn hết một tô hủ tiếu 6 xu, rồi uống thêm mấy cốc rượu nữa chứ.
xong rồi vô gặp thầy rồi. Dạ thưa thầy, con mới tới. Thầy nói mừng con Chính mới tới nha. Bà con ở quê nhà mình khỏe không Chính? Nói dạ thưa thầy khỏe hết. Thưa thầy vỗ vai ông Chính. Bữa nay ông Chính thăm tôi khỏe quá ha. Không tốn tiền mà có hủ tiếu ăn hết chứ. Ông Chính nghe tới đây tôi nói ốc ác ông nổi đầy mình hết chứ. Tại sao Đức Thầy biết Tài Tứ Sắc ở Long Xuyên mà ăn hủ tiếu lên thăm Thầy mà Đức Thầy ở Bạc Liêu Đức Thầy biết chứ? Đức Thầy muốn chỉ cho ông biết là ổng là cái người phạm giới đó. Cái người tu mà như vậy thì không được. Mà Đức Thầy thì không nói thẳng, Đức Thầy nói nhiêu đó thôi. Là việc làm của đệ tử tín đồ sao Thầy biết chứ? Đức Thầy mà nói câu đó xong, Đức Thầy lên trên lầu, Đức Thầy cũng không nhắc gì nữa. Thì ổng ra ngoài chợ Bạc Liêu đó, tiền còn nhiêu bố thí hết cho luôn, đâu dám để lại cách nào nữa đâu. Tại tiền ăn bài mà. Nên quý vị thấy chúng ta là đệ tử của Thầy, mình quá hãnh diện. Là ông Phật biết rõ đệ tử tu hành sao trên. Nào ai biết tâm ta đời bát lãng, hoặc là thanh bằng tăng mặc bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hạng. Nên ở đây mình cố gắng mình lo tu tập cho tốt đi. Bây giờ ai không biết cũng được, nó miễn Thầy biết mình là được rồi. Đó là quan trọng, Thầy biết mình là nửa Thầy cứu độ mình. Đừng có sợ mất mặt với thiên hạ. Ai cười ai chê ta nói sao kệ người ta. Quan trọng là mình sợ mất cái mặt mình cái ngày mà gặp Thầy không có. Sợ cái ngày đó, ngày về Thầy về mà mình không có cái mặt của mình đó. Giờ lúc đó mình mới lo. Còn xã hội này thôi, mặc tình ai dèm pha tay tiếng kệ người ta. Ai nói đạo chè, đạo xôi, đạo bánh men đó kệ người ta. Mình cứ việc, mình ăn đường thì mình cứ giữ biết cái ngọt của mình là được rồi. Người ta nói mình cay đó, người ta chặt chứ không phải mình sai. Tại mình ăn đường là mình biết ngọt. Thôi giờ đây con xin trình bày qua bốn câu giảng của Đức Thầy để làm một cái nhịp đề chung. Vì con thì nói chung bữa nay con không biết trình cái đề tài nào. Mà bước vô đây thấy nhà ông tám sĩ cũng thương quá à. Con nói nhìn thấy nhà ông tơi tả hết trơn mà ông tu hay thiệt chứ. Cái người đệ tử Phật giáo Hòa Hảo con nói thưa cô bác, 10 người là nghèo hết 9 người. Nhưng mà tấm lòng không ai bằng chứ, ta nói gan đầy mình hết trơn. Ta nói nghèo không còn cục đất mà cũng dám đi bố thí nữa chứ. Liều mạng tới cái đó đó. Từ thiện chỗ nào cũng có hết trơn mà nhà trong dọc chứ không có hết trơn. Tôi gọi mơi qua nhà ông Sáu Thanh cũng nguy gan vậy nữa nè. Mà từ thiện chỗ nào cũng có hết trơn. Quỷ Phật giáo Hòa Hảo can đảm hay chỗ này nè. Tấm lòng hy sinh không có gì bằng chứ. Nên giờ đây con sẽ nương theo cái nhà tâm sĩ, con trình bày bốn câu giảng của Đức Thầy. Là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa tôn đền chức nợ. Qua bốn câu giảng được trích trong quyển thứ 5 của Đức Thầy. Câu thứ nhất là trong một nước nhân tài hữu dụng. Nếu như trong cái xã hội thế giới này, một quốc gia nào mà có cái người hiện tài đó là đất nước đó được trọng dụng, đất nước sẽ được an lành và cái người đó được nhiều người kính nể. Thí dụ như ở bên Trung Hoa vào thời kỳ nhà Tống, Bao Thanh Thiên là một người trung lương tránh trực, và bao nhiêu cái án quan, bao nhiêu người khổ đều nhờ ông giúp hết. Đó là được trọng dụng. Rồi bây giờ dài dài qua đất nước Việt Nam của chúng ta, như danh tướng Lý Thường Kiệt nè, rồi những bậc Trần Hưng Đạo nè, Trần Quốc Tuấn nè, đó là những bậc nhân tài giúp đỡ cho đất nước quê hương. Rồi cận đại ở đây là ai? Anh hùng Nguyễn Trung Trực ngày 28 tháng 8 tới nữa nè. Đó là cũng nhân tài hữu dụng đúng không? Rồi 22 tháng 2 là Đức Cố Quản Trần Văn Thành, cũng là nhân tài hữu dụng đó. Đó. Những vị này giúp đỡ cho quê hương đất nước, đem xương trắng máu đào điểm tô cho tổ quốc. Rồi trong thôn xóm mình đi, nếu như ai là một cái người tài mà có tấm lòng tốt đó ha, là sẽ được thôn xóm trọng dụng. Thí dụ như ông thầy Thuốc Nam đi, thầy Thuốc Nam mà nhân đạo mà hút thuốc giúp đời đó ha, là đây cũng là được trọng dụng đó nghe, đây cũng là bậc hiền tài đó. Thí dụ như bác sĩ mà có cái tâm nhân đạo mà chích thuốc mà lấy tiền tương đối bình thường giúp đỡ người nghèo đó, cũng là trọng dụng đó. Còn bây giờ ông thấy đây là ở đây trong cái hội trường mình cũng có mấy chú mấy anh cũng tài nữa nè. Những người mà lái xe cấp cứu cũng tài nữa, nói chung là những cái người mà khổ sở bệnh hoạn đó mà lái xe đưa người ta tới bệnh viện đây là cũng bực tài nữa đó nha. Rồi là thợ nấu cũng tài nữa đó nha. Bữa nay đám giỗ không có thợ nấu rồi lấy gì ăn phải không? Cho nên là những cái người nào mà giúp đỡ cho người khác đều được là tài hết. Thế thì cái câu thứ nhất đó là trong một nước nhân tài hữu dụng, một quốc gia, một thôn xóm, ai mà có tấm lòng hy sinh thì xã hội hoặc là thôn xóm đó sẽ được hưởng nhờ cái phước lạc.
qua câu thứ nhì trở lại vị trí của người tu. Cái câu một là nói về lãnh thổ của đất nước quốc gia, câu thứ nhì là nói cái người tu đây. Kẻ tu hành, người tu hành là cũng như bà con cô bác ở trong cái hội trường này, ai cũng là người tu chứ đó. Biết cúng lại, biết ăn chay, biết niệm Phật là tính cái người tu. Kẻ tu hành đa phước thì nên. Cái chữ đa có nghĩa là nhiều, phước là việc thiện. Nếu làm phước nhiều là cái người đó sẽ được nên. Đa phước đó là chúng ta làm rất là nhiều việc phước nha. Điều một á là phước tướng nè, hai đó là phước duyên nè, ba là phước lộc nè, bốn á là phước trí nè, năm á là phước đức nè. Tất cả những cái phước này chúng ta cần tạo một cái hình thức nào mà giúp đỡ cho người ta từ thân tướng tới tâm hồn đều gọi là có phước, có phước cả. Ở trong cuộc sống có nhiều người sinh ra, hàng vạn người, 9 tỷ con người trong thế giới, nhưng cô bác thấy không ai giống ai hết trơn. Từ gia đình tới xã hội không ai giống ai hết, là do cái phước không giống nhau. Ví dụ như có người mà phước tướng á, sinh ra cơ thể người ta khỏe mạnh, giống như Dưỡng Ba rồi mấy chú ở đây mà mập mập mà dày dày, cái tướng hảo đó ha, cái đó gọi là phước tướng đó, cái đó là phước tướng đó. Rồi ai mà có khuôn mặt đoan trang á, cái khuôn mặt mà tôi nói nghe quanh năm suốt tháng mà không có tốn hũ kem nào hết trơn mà trắng tinh hoài đó cũng là phước tướng nữa đó. À, còn cái dáng như con mà cái như bỏ luôn nè, con giống tấm sậy thôi, nhìn thấy hết ham luôn. Ông ốm nhách, ông thì râu dài tới phước tướng không có. Mà xin thưa quý vị, tôi nói nè, cái phước mà nó có đó, nó biểu hiện cho cái nhân cách sống của con người. Trong nhân tính học á, mà nói á, nhìn cái tướng người đó là biết cuộc đời nó sang trọng hay không. Ai mà nhìn thấy cái tướng mà cái bụng mà phải phệ trước mà người ta đi bỏ áo thùng ha, 10 người là giàu hết 9, tướng nó sang. Còn cái tướng mà ta nói đi mà thở hước hước đi không nổi, ta nói mằng tới chết lên cũng không khá. Cái dáng nó bèo, nó biểu hiện. Thí dụ như giữa hai vợ chồng đi, ông chồng mà ông xấu ha, bà vợ bà đẹp á, kéo lại là 5 năm là mằng ăn trung bình nha. Tại ông chồng ông không có điểm nào cho nên bà vợ bà đẹp á kéo qua lại. Còn hai vợ chồng mà tướng hảo hết trơn là làm ăn phơi phới lên hoài. Còn có hai vợ chồng mà tướng ấm nhôm nhách mà xếp khô cái bụng ha, rồi mằng tới già đi nữa cũng không có ăn nữa. Khổ. Cái tướng nó biểu hiện cuộc đời. Cho nên là nếu trong cuộc đời chúng ta không có phước là chúng ta khổ lắm. Người tu mình phải tạo nhiều cái phước nha, bố thí giúp đời đặng chúng ta có phước lộc. Chúng ta dâng qua cúng Phật, chúng ta phóng sanh thả cá, chúng ta có cái phước tướng mình sống lâu khuôn mặt đẹp. Rồi chúng ta gặp cái người tu hiền mà quý trọng Phật Pháp, thì chúng ta hết lòng là cái người đó có duyên với Phật Pháp. Đó, Đức Phật mình đạt được thành tựu gọi là phước đức đó quý vị. Gọi là Đức Phật là Ngài có lưỡng túc tôn, phước có mà huệ có. Cho nên Đức Thầy dạy, kẻ tu hành đa phước thì nên. Nếu chúng ta làm nhiều việc phước, mình sẽ được nên. Cái chữ nên có nghĩa là thành công, là được kết quả. Nên thứ nhất là được gì? Cái người mà bố thí nhiều đó, thưa quý vị, cái thành công thứ nhất là mình diệt hết cái lòng ích kỷ của mình. Hồi trước giờ mình chưa tu đó, mình thâu vô, hôm nay tu rồi đó, mình muốn dứt cái lòng tham này là mình phải xả ra, thả ra, thả ra hoài. Con nói nếu như ai mà có tâm từ thiện, mình giúp đỡ cho người ta hoài là trong nhà mình gặp cái gì mình cũng muốn cho chứ á. Còn nếu mình muốn mình thâu vô hoài đó ha, con bảo đã 10.000 mình không xuất ra được nữa. Cái tâm nó ích kỷ, nó quen rồi. Cô bác thấy có những người đó, cái người mà người ta cùi đó, sáng 7 giờ ta đứng trước cửa ta ăn xin, liệm tiếng 10.000 đi đi bà nội ơi, sáng sớm ta làm ăn mà đứng chằn dằn hoài, 10.000 đó mà cho không được. Còn bây giờ nếu chúng ta làm việc thiện nhiều, Đức Thầy dạy muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí, việc làm ích kỷ. Phật giáo Hòa Hảo mình, con thấy ai nghèo chứ cũng có cái tâm tốt hết trơn đó quý vị. Nghèo chứ tôi nói trong nhà còn hai lít gạo giá mới cho ít á, tâm hồn hy sinh vậy đó. Nên mỗi chuyện bên thầy, bà Năm bà Sáu tới thăm thầy, bà Năm bà giàu lắm, ta nói là ruộng mẫu không à. Rồi đến thăm thầy, thưa thầy dạy cho con phương cách tu hành. Đức thầy nói, tôi thấy bà đó ăn chay cũng được, mà lại Phật thì cũng trúng, nhưng có điều là bà xá nó chặt thôi. Bà nghe là tôi bà xá lại cái nữa là cái như bà thành công. Bà nói thưa thầy,
Thì thấy anh em đồng đạo xá Nam Mô với Đạo Phật, tự tranh chán xá xuống, thì con cũng xá theo vậy nữa là sao chặt thầy. Thầy nói đồng đạo ta xá vậy chúng, còn riêng cô xá vậy là cô chặt. Cô phải xá khác mới được. Đồng đạo ta nghèo ta xá là Nam Mô với Đạo Phật, ta xui xuống là phải rồi. Còn bà giàu họ phải xá cách khác. Hỏi thưa thầy xá làm sao? Thầy dạy cô xá cách này, mà con nghe mấy chú chỉ, mấy chú kể lại nghe, chứ con không biết lúc đó thầy xá là sao nữa. Nhưng mà mường tượng nha, xá là gì? Cầm tay nhang ấy, tay chấp xuống. Được bánh đá ta Nam Mô với Đạo Phật, ta xui xuống, còn bà phải Nam Mô. Xá mà phải giật ra vậy nè, xá phải móc ra vậy mới được. Ta nghèo ta xui xuống, tại nghèo ta đâu có, còn bà giàu bà phải móc ra. Tới đây bà nói thưa thầy, bộ thầy dạy con về nhà lo bố thí hả thầy? Thầy nói tín đồ mà hiểu thầy là tín đồ giỏi. Tại bà này bà giàu quá giàu, nhưng mà tánh tình không có chịu bố thí. Cho nên đức thầy dạy đó là hát kêu bớt kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm dân mới là. Giàu người có gia công tu luyện, mỗi ngày lo tụng niệm ba thời, mà tánh tình ích kỷ không rời thì khó thể ngồi nơi cực lạc. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị, tu hành mà dị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm lưng khuyên bốn đạo gán tầm nẻo trắng. Ai muốn xuống thiền bát nhã thì làm ơn nhã cái bát mình ra đó. Ai muốn làm Bồ Tát vui lòng tát cái bồ mình ra, được vậy mới làm Phật làm tiên làm thánh á. Cho nên là cái nên thứ nhất á là chúng ta làm thiện để làm chi, để mình diệt hết cái lòng ích kỷ của mình, là cái nên thứ nhất. Và cái nên thứ hai nữa đó là đức thầy dạy là hát kêu bớt kẻ giàu sang, gán lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật bà cứu giúp dùm cho. Ai mà làm thiện làm phước nhiều, khi mà khổ sở hoạn nạn được ơn trên che chở giúp đỡ cho mình. Người làm phải như tầm trong kén, có muôn tơ bao bọc ấm thân. Có khi cái tai nạn tới đó, nhưng mà cái người tu mình vượt qua. Mười phần dữ nhưng mà quá còn bảy, bảy còn quá ba. Con xin thưa quý vị, đợt rồi con tưởng ông chú Năm Mảnh là ông đi vượt Phật rồi, con bảo đảm không bao giờ ông sống. Gửi cái tấm hình mà tao nói thở oxy không á, cà hước, mà bây giờ ông khỏe hơn mình. Là cái phước cũng tu nhiều cho nên giờ là được nên này đó, được Phật tiên gia hộ, được sống sót tới giờ. Con nói là mười phần là ông Năm ông đi hết 99 rồi, nhìn thấy hình là hết biết rồi, cầu an liên tục. Nhưng bây giờ ông Năm là vượt qua những cái tai nạn đó, ông Năm bây giờ khỏe mạnh vô thường. Là cái chỗ này là được cái nên nữa đó, khổ sở là được ơn trên che chở cho mình. Xin thưa quý vị, trong chuyện Phật giáo kể, nó có cái anh này anh nghèo mà cái tánh thì dữ. Trong cái cuộc đời nó gặp cái con gì là giết nấy, gặp con kiến cũng không tha, sát sanh hại mạng quá nhiều. Bữa nọ thì đi ngang cái bờ kinh, gặp bên có dòng suối, có cái con nhện nhện nó rớt vô trong đây. Có con nhện nhện nó rớt xuống dòng suối. Hình như là lòng từ bi còn sót lại miếng hay sao, ông lột cáo ra vớt cái con nhện nhện lên. Bây giờ mới nhìn nhện nhện nói mày nghe mày, trong cuộc đời của tao đó, chỉ có cứu mày là lần đầu tiên đó, chỉ có mình ơn mày là tao cứu thôi. Thì vớt con nhện nhện lên trên bờ, nhện nhện sống. Năm sau cái anh này chết, là tại vì sát sanh hại mạng quá nhiều cho nên tuổi thọ giảm. Sau khi chết nọ xuống địa ngục tầng quán dương rồi, thì bây giờ đó ông phán quan ông mới kêu hết tên những cái người mà ở trong cái địa ngục đó: này các ngươi tội nhân ở trong địa ngục, các ngươi hãy ôn lại trong đầu mình hồi trước giờ có làm việc gì thiện hay không. Nếu như có làm việc gì thiện thì những việc thiện đó sẽ trở lại cứu vớt các ngươi. Thì cái anh mà cứu con nhìn nhợ nó tự nhiên giơ tay nói: dạ có con. Hỏi chơi ngươi làm cái gì, con cứu được con nhìn nhện. Có con nhìn nhện cũng giơ tay lên nữa. Rồi phán quan nói: được, ngươi cứu nhìn nhện thì chờ đợi đi, chút xíu nhìn nhện trở lại cứu ngươi. Thì cuối cùng một chút xíu sau, có con nhìn nhện từ ở trên nó thả những dây tơ dài xuống, nhớ chực đúng rồi, chắc mình cứu nhìn nhện, bây giờ nhìn nhện trở lại cứu mình. Mới chụp cái sợi dây tơ, con nhìn nhện nó khoăn ảnh lên, khoăn đặng đưa anh ra khỏi cái chỗ địa ngục mà.
mới có vừa hỏng cái giò hạt, mấy ông ở tù chung đó thấy vậy, cái ông kia anh lên rồi thôi mình có gian mình đi lên luôn. Ông nắm giò, ông nắm tay, ông nắm áo ở kiểu này nhìn nhở làm sao nó kéo lên nổi. Nó kéo vừa hỏng lên, bắt đầu cái nó xà xuống, nó hỏng lên, nó xà xuống hoài hỏng lên được là gì, có ăn nhân mình ở đây mà nó gịch xuống là do mấy ông kia không có cứu được, cho nên vẫn có gian sao lên nổi. Thì bây giờ cái ông mà cứu nhìn nhở nó đưa lên mà thả xuống cái kiểu này hoài đi, ông sợ đứt dây đi. Ông quay xuống ta nói nghe nắm ông chừng 20 người đó, ông dòm xuống la làng. Ông nói con nhìn nhện tao cứu bọn máy bay cứu sao, mày đu cái này lỡ nó đứt rồi làm sao. Giờ nó xong dây đứt cái bực rồi gớt tiếp tục ở xuống trong cái tù địa ngục nữa. Thì cái mẫu chuyện này ý người ta muốn nói đó là cứu cái con nhìn nhện nhỏ thôi mà cái phước cũng vẫn được hưởng. Trong cuộc đời tạo bao nhiêu tội nhưng mà việc phước dù cho nhỏ xíu đi nữa thì cái việc phước nó dẫn đến. Nhưng mà do cái lòng ổng ích kỷ quá cho nên ổng đứt dây. Phải chi mà cái tâm ổng tốt là bảo đảm á, là nguyên cái những người ở địa ngục lên cũng chắc được. Nếu mà nó đứt là nó đứt dây buổi ban đầu rồi bác. Cái dây tơ có chút xíu mà ổng mấy chục ký mà kéo lên nổi, không đứt là do cái phước không nâng lên. Mà nếu như cái tâm ổng tốt mấy người kia có gian ổng nghĩ chắc cũng lên hết trơn rồi. Do ích kỷ không có ai cho ai lên, lên mình lên nó đứt dây ở xuống tiếp tục nữa. Như bà Thanh Đề cơm đó chuẩn bị ăn bắt đầu che đậy lại sợ người ta ăn chung đó, người ta đã dành của bả đó, nó quá thành lửa tâm ích kỷ gì đó. Vậy thì ở đây muốn nói là cái người mà có phước rồi đó nha, là chúng ta khi lâm khổ là Phật trời che chở cho mình vượt qua hết trơn. Đó là cái nên thứ hai đó. Bây giờ cái nên thứ ba, hiện tại trong các tôn giáo xin thưa quý vị, nếu nói về từ thiện đó, Phật giáo Hòa Hảo mình là đứng số 1 của cô bác. Phật giáo Hòa Hảo mình là được khen nợ cái tỉnh Đồng Tháp thôi là một năm là mấy trăm tỷ từ thiện. Mà đâu có ai giàu đâu mà tiền đâu mà giữ không biết nữa. Nghèo không đó mà người nào cũng dám hy sinh người chút chút, một năm là đài lên đài luôn là mấy trăm tỷ từ thiện đó. Cái chỗ này là sáng giá Phật giáo Hòa Hảo lắm. Nơi nào từ thiện là có Phật giáo Hòa Hảo chú Tám. Bây giờ nè nấu cháo từ thiện trong bệnh viện của Phật giáo Hòa Hảo nè, phòng thuốc nam cũng có Phật giáo Hòa Hảo nữa nè. Rồi tôi nói nè, qua đò mà dòng cống ở trên con đó là đi đò là không tốn tiền luôn, đi đáp làm từng từ thiện về miễn mà đồng đạo là coi như là qua miễn phí hết. Cái chỗ này là cũng là Phật giáo Hòa Hảo mình bao hết cái đò đó luôn, suốt năm là đi không tốn tiền của Phật giáo Hòa Hảo của mình. Rồi bây giờ bệnh hoạn xe cấp cứu Phật giáo Hòa Hảo xã nào giờ cũng có. Rồi bây giờ đó là thậm chí tới là đóng hàng từ thiện mà chết không có chỗ chôn cũng có nghĩa trang miễn phí luôn nữa chứ, cũng Phật giáo Hòa Hảo không. Là do gì? Ông thầy mình là ông Phật biết cách dạy đệ tử cho nên tín đồ tu quá giỏi quá tốt, danh sư sức cao đồ. Mình mà được tốt đẹp như thế này có nghĩ nơi cực lạc Tây Phương đức thầy vui lòng lắm, trao thân phận rạng danh hiếu để thỏ dạ thầy nơi chốn mây gầm. Cái chỗ này là mình nên đó. Phải là mình hãnh diện với tất cả tôn giáo khác không quý vị. Phật giáo Hòa Hảo mình là cái nơi trụ sở để hy sinh giúp đời, cái chỗ này là nên nữa rồi đó. Cái nên thứ ba, còn cái nên cuối cùng là chúng ta sẽ nên tiên nên Phật ở trên luôn, làm phước đó là đức thầy cho biết nền đạo đức đó là sắc thinh chớ mến có thiền từ đưa đến non tiên, cứu người hữu phước thiện duyên về nơi cõi Phật khỏi miền trần ai, là nên tiên nên Phật luôn. Thế gian muốn có sức dạo trong hàng trời người, phước lực là hơn hết, do phước sẽ nên Phật đạo. Thế thì nên thứ nhất là chúng ta khóa hết cái lòng ích kỷ, mà lòng ích kỷ của mình nó tan rồi đó, mở rộng lòng từ bi bao la vũ trụ là Phật tiên kế bên. Thứ hai đó là xã hội này được nhờ là những cái người làm phước. Rồi cái thứ ba nữa đó, lâm khổ sở chúng ta được Phật tiên cứu giúp. Thứ tư nữa đó, nhờ phước này lên Phật lên tiên, nên đức thầy nói là kẻ tu hành đa phước thiện nên. Muốn được thành công vậy thì qua câu thứ ba đức thầy dạy, quyết trao thanh tánh hạnh cho bền. Hồi nãy là mình làm từ thiện rồi thì ở đây chúng ta phải sửa cái thân mình nữa. Cái thân mình hồi trước giờ chưa tu thì phạm tội, hôm nay tu rồi chúng ta sửa lại. Bàn tay này không làm thôi, làm là làm việc thiện. Lời nói này không nói ra thì thôi, nói là phải đem tình thương đến cho mọi người. Miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng,
tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi nhẹ là muôn dân ấm lòng. Là Phật tử nhẹ nhàng thái độ, tượng trên người dẫn lộ Tây Phương, ngôn từ thay thế lửa hương để cho bá tánh thập phương ấm lòng. Đó là chúng ta sửa từ lời nói, rồi sửa từ thanh tướng. Ngày xưa là thập bát sơn dương tạo tội vô cùng, nhưng mà từ cái thanh tướng tội lỗi mà phát tâm tu hành quá thành 18 vị la hán. Những bậc đó đó tội lỗi mà ta sửa còn đạt đạo được, còn cô bác mình đây hiền sẵn không là con đường Phật tiên kế bên, bước nhẹ cái tới nè. Người ta tội lỗi chặt chồng gì đó mà người ta giác ngộ cái ta từ cái thanh tội lỗi mà ta quá thành cái thanh đẹp vô cùng. Rồi phải là sửa tánh nữa. Chữ tánh đó có nghĩa là lòng bên trong. Hồi lúc mình chưa hiểu đạo, thấy người ta giàu cái bắt đầu mình không ưa ha, thấy người ta nghèo cái mình xem thường. Hôm nay thấy người ta giàu, người ta có tài cái mình quý trọng, thấy người ta nghèo cái mình thương xót giúp đỡ, đó lòng từ bi. Lòng từ bi đó, lòng của Phật đó. Ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, các nghiệp tiền trần tha thứ hết thảy những ai lầm lỗi, nhìn cuộc đời chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái. Đó là cái tâm từ đó. Tâm từ bi không bỏ một chúng sinh nào, dù cho nghèo giàu dìu thương xót tất cả. Đó là cái phần mà cái tánh. Còn cái hạnh á là cái nết tốt của mình. Xin thưa quý vị, đạo á là không hạnh là tiêu diệt đạo. Ví dụ như cái chỗ ngồi đó, chúng ta có cái hạnh, rồi chúng ta đi đó chúng ta cũng có hạnh, rồi cái cử chỉ ánh mắt của mình á cũng có hạnh. Thánh nhân bảo cái người tu đó, nhãn mà khuy nghĩa đó bất lễ chi kiến, cặp mắt mà dòm cái chỗ đó mà không có được đúng đắn đạo lý á, thà nhắm mắt niệm Phật chứ không dòm. Còn khẩu á khuy nghĩa bất lễ chi ngôn, nói ra mà không lễ cho ai đó, thà là chúng ta làm thinh không nói. Còn thân khuy nghĩa bất lễ chi xứ, có nghĩa là thân này đến cái nơi đó mà không có đúng đạo đó, thà là chúng ta ở nhà ngủ chứ chúng ta không đi. Thí dụ bây giờ cái đầu tóc như con, đầu tóc như sáu thanh mà bước vô sòng lô tô coi sao được không? Cái chỗ này mất đi cái hạnh của ta không được. Nên cái chỗ đám từng còn ghé, rồi á đám ma ghé được, đám dỗ ghé được, còn thôi nôi đầy tháng mấy ông tu sĩ ghé coi cũng không được nữa. Cho nên tùy theo chỗ mà ghé. Cho nên là đôi lúc xin thương có nghiệp cho bên mấy anh tu, cũng như là đôi lúc nhiều khi cũng ghiền bóng đá chút xíu nữa. Ví dụ giờ ta tóc ngắn người ta coi được, còn đầu tóc cũng lũ vô đó ngồi coi nó cũng kỳ. Nói chung là coi thì nó cũng không có tội lỗi gì, nhưng mà nó mất thời gian với đầu tóc. Mình coi bóng đá, coi ghiền bóng đá, mình mở tivi nhà mình coi nó có dễ hơn. Thế chứ đầu tóc người ta vô mà mình cũng vô đầu tóc hay sao, nó cà giật, nó kỳ chứ. Cái chỗ này nó thiếu cái hạnh đó chứ. Chứ coi bóng đá cũng không có tội lỗi gì, nhưng mà nó thiếu cái hạnh cái người tu mà chút xíu thôi đó. Nên là cái chỗ này thầy dạy quyết cao thân, tánh hạnh phải cho bền. Có nghĩa là chừng nào mà mình dứt cái hơi thở mình mới nghĩ cô bác. Tới cái ngày thầy về đó, giờ phút đó mới thôi. Chứ nhưng mà mình 20 năm đắc đạo mà 19 năm 11 tháng 29 ngày còn ngày nữa mình góp, mình cũng hoàn tục như thường. Tu gần thành mà hoại có thường, có nghĩa là làm sao đó tới cái ngày đức thầy dạy câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, tới cái mức cuối cùng chúng ta mới thành công. Cái ông kia ông thi tàu lượn siêu tốc, ngồi trong chiếc tàu đó 5 tiếng đồng hồ, chừng nào cái tiếng xuống lệnh bắn cái đùng mà cái chiếc tàu nào về trước là chiếc đó thắng. Còn chiếc tàu nào mà chịu không nổi là bấm nút ra dấu hiệu là đầu hàng. Thì con thủy thủ này khi mà bấm nút xong tôi nói chạy, nước bao nhiêu chặng sóng thời gian hồi ông ngộp. Ông nói bao nhiêu lượng sống ở kiểu này mà không biết mình chạy lại ai không hồi ngợp cái chết quá à. Thấy vậy ông mới bấm nút. Ông nói thôi đầu hàng đi, năm tới mình thi lợi thế kiểu này, lỡ như mà nó chết ở trong đây nó ổn nữa. Bấm nút xong ra cái dấu hiệu đầu hàng, thì mở cái kiến ra nhìn ở trước thì chưa có ai tới, chứ ổng là cái người đầu tiên. Nhìn ở sau là những chiếc tàu còn sao vàng vàng. Nhìn trong tay còn 5 phút nữa hết giờ, ông tức chưa từng thấy. Ông nói chịu đựng 4 tiếng mấy còn có 5 phút nữa đi đầu hàng. Tức 5 phút nữa đầu hàng. Xin thưa quý vị, thầy mình vắng mặt hơn 75 năm nay, coi chừng 5 phút nữa là mình đầu hàng nghe quý vị à, coi chừng 5 phút nữa thầy về mà mình đầu hàng nghe. Kiểu này chết nha. Gắng cố gắng, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn trí trong mong bữa thiệt khai, thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai à. Nhớ là thôi 5 phút nữa mình gắng cố gắng chờ đợi giùm con,
chờ mấy chục năm được rồi, còn gán 5 phút nữa gán chờ đi. Thầy về là mình thay đổi cuộc đời chứ. Còn nói mấy bác nữa sau này khỏe hết chân mấy bác. Mỗi người 80 cái vàng không đổi. Cái tướng mà đi mà lụm cụm đi nữa sau này con thưa mấy bác nữa là đi xe tiên hết trơn à. Không có còn mà đi lụm cụm. Khỏi cần đi xe Honda mất công mà đổ xăng rồi giao thông nữa. Nữa là mình bay hết trơn à. Người không cánh mà bay đâu cũng được, ngồi một nơi thế giới xem cùng. Khỏi đi tàu nữa, nữa sau này đi thì Bát Nhã mấy cô. Ước thầy nói sao mà thượng gió bồng trương, đò Bát Nhã là rước tôi lương đóng. Nữa sau này ai không còn cái găng nữa, mọc găng lại luôn. Cái tướng mình sống 70 tuổi lụm cụm nữa sau này là người muôn tuổi vẫn chưa tóc bạc. Mình bây giờ ba mấy tuổi thôi bạc cũng nửa cái đầu rồi. Còn sau này đó là muôn tuổi là 10.000 tuổi mà chưa có cọng tóc bạc. Sau này là cái ngày huy hoàng tốt đẹp. Cho nên Đức Thầy dạy ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, gắng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Cái chỗ đó là cái chỗ mình muốn được gì mình phải bền. Bền bỉ dẻo dai tới cái ngày Đức Thầy trở lại, sum họp cùng đệ tử, thầy tớ sum dày thì cái ngày đó chúng ta sẽ được thưởng ban xứng vị xứng ngôi. Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, kiển lập hội Long Hoa chọn những bắn tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Kiếp đến Long Hoa chọc Phật trước biết rõ lực trời thỉnh thoạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả gặp Phật Di Lặc, thiết ba trần pháp và mình đắc đạo hết trơn. Còn nếu ai không đắc đạo sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Quý vị chuẩn bị nghe, là bóng đèn sẵn nè, rồi là cầu dao sẵn nè, dây điện sẵn đi, mình cột đâu đó sẵn đàng hoàng đi, tới ngày thầy về kéo cầu dao cái là sẵn bưng luôn. Ngày thầy về cái là con nói là ai cũng hạnh diện sẵn bưng hết trơn luôn. Còn mình coi chừng mình cột mà lộn mối đó nha, nói dây điện mà lộn mối là kéo cầu dao lên là nó tắt luôn đó. Thì nói làm sao tu cho nó trúng đường đàng hoàng, là giống như mà chúng ta đâu đó đàng hoàng là bật cái nó sáng bưng. Coi chừng mình nói nó lộn mối điện nghe không, sợ cái lộn mối điện nha. Sợ cái đó thôi, cái chỗ này con nói cái ý nghe mấy cô, coi chừng mình nói điện mà nó lộn mối nha là lộn mối. Cũng như ông đó đồng thời ông tu mà đi tới đâu ai cũng thương cũng mến hết chừng á. Còn ông kia ông tu mà ta đi tới đâu người ta sợ tới đó người ta trốn mà. Hỏi sao kỳ vậy mấy thiện. Ông nói tại vì cũng đồng thời cái máy cu le, mà ông kia gắn chân dịch xuôi cho nên nó chạy tới. Còn ông này ông gắn chân dịch ngược cho nên nó chở ve. Là tu chúng, người tu như thể bá tầm, ai ai cũng quý cũng trong cũng nhìn là có chân dịch xuôi đi tới hoài. Còn ông kia gắn chân dịch ngược đi tới đâu ta sợ tới đó. Tới chừng mình gắn lộn cái mối điện nghe, đến chừng lâu lâu mới có cơ hội thầy về bắt cầu dao nha. Thầy về chuyến này là thưởng và ban nè. Người mà tu tốt đó là thưởng những người trung nghĩa dạng toàn lên tòa sen. Còn tu mà lộn dây điện đó ha, là xử những kẻ hung hăng tồi tệ là ngồi cái gốc dừa ở trên tổ đình đó. Xin thưa quý vị, được như vậy thì Đức Thầy dạy quyết trao thân tánh hạnh cho bền. Câu thứ tư là kết luận niềm ơn nghĩa tôn đền dứt nợ. Chúng ta đền cái ân nghĩa này là bốn cái ân. Đức Phật khi đắc đạo ngồi cội Bồ Đề xong, Đức Phật ngày xá cái cội Bồ Đề, Đức Phật đang đi trời nắng ngày núp vô cái bóng cây, sau khi trở ra ngoài Đức Phật vẫn xá cái cây. Đó là ơn không đó. Ơn không đó, một cái cành cây mà Đức Phật cũng vẫn nhớ ơn. Quý vị ai mà đi bên miên đó, bên Tà Lơn đó, nhìn thấy tại sao bển đa số là ta thờ thằng gắn bắn xà không quý vị? Thờ mấy gắn bắn xà không à? Con cũng thắc mắc, con nói sao Phật thánh tiên mà ông thờ mà thờ thần gắn bắn xà là cái vụ gì con hiểu. Con hỏi những cái người ở đó đó, người ta mới trả lời là ngày xưa đó, cái lúc mà Sĩ Đạt Ta là Phật Thích Ca tu hành, trong cái lúc mà trời mưa nắng đó, ngài núp cái dưới dạ của con gắn bắn xà, ẩn tu nấp dưới dạ gánh mảng xà. Cho nên là khi mà ngài thành đạo rồi, ngài đắc đạo độ chúng sinh và những cái người đệ tử ở đây hấp thụ chân lý tu hành mới nhớ cái ơn tổ sư của mình ngày xưa nấp dưới cái dạ của con gánh mà tu hành đắc đạo. Hôm nay đó thờ của con gánh để nhớ ơn, nhớ ơn là tổ sư của mình nhớ cái ơn. Vậy thì thưa quý vị, là cái ơn nghĩa trong cuộc đời này không thể nào quên được. Nên Đức Thầy dạy đó, mình đó là
trong bổn đạo gần xa ghi nhớ, phải thi hành phận tớ cho xong. Trách nhiệm của người tu chúng ta phải đền ân nghĩa cho nó tròn, trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn. Cảnh non bồng mới kỳ hẹn ngày kia, ân cha mẹ chúng ta cần đền hết lòng, ân đất nước, ân tổ tiên ân bà, rồi ân tam bảo đồng bào và nhân loại. Những cái gì chúng ta đã thọ thì mình hết lòng chọn câu tự hiếu phụ từ, ấy là đạo hiếu của người xưa nay. Ở đời dù gái hay trai, khi ăn quả thì nhớ ai công chồng. Thọ ơn mà chẳng đáp đền xong, sống thì hổ mặt thác không siêu hồn. Đừng cho dịch nợ là khôn, kiếp này không trả cũng còn kiếp sau. Nếu ở cuộc đời này mình cố gắng, mình đáp đền cho tròn đi, xin thưa quý vị, đền ở đây là chúng ta hết lòng cái như mình đền xong nha quý vị. Nếu như cái ơn cha mẹ mình đầu thai 100 kiếp đó chúng ta đền cũng không rồi nữa. Vì trong kinh Đức Phật bảo đó, hòn sắt mà nóng đó để trong lò lửa rồi nướng đỏ lờm mà nuốt vào trái thay, tan da nát thịt muôn phần, thường làm như vậy mà hiếu thâm chưa rồi. Nếu chúng ta mà đáp đền như vậy cũng không xong, mà làm sao mình tu hành cho đắc đạo đi. Vì cha mẹ cúng dường tam bảo, lo học hành mối đạo xuất thân, quy thọ giới một lòng, trường trai giới sát gắn công còn nguyền. Ơn cha mẹ của quyền thất tổ, thường nguyện đồ nguyện, thường nguyện cầu tịnh độ thảnh thơi, thành công lại hoặc cái cầu trời, đáp đền ơn ấy trọn đời mới xong. Nếu muốn đáp ơn cha mẹ tổ tiên ông bà, chỉ có tu đắc đạo chúng ta đền ơn tròn. Còn đối với anh em bè bạn, đối với tình nghĩa của đồng bào, mình thể hiện hết tấm lòng. Thì tóm lại qua bốn câu giảng này là để nói lên trên bước đường của người tu đó, là muốn được thành đạo thì chúng ta gắng tạo nhiều cái duyên phước để cuộc đời của mình bớt đi cái sự khổ đau và được gian danh sáng giá trong đạo, được nên tiên nên Phật. Rồi chẳng những làm phước, mình phải sửa thân khẩu ý mình cho được thanh tịnh, rồi giữ cái mức độ này cho bền, tới ngày thầy về thì chúng ta sẽ được thành công kết quả. Và đề tài đến đây xin hết. Chúc cô bác anh chị em mình được tròn đạo hạnh, và cảm ơn quý vị cũng ủng hộ trong chương trình hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật.